Chưa làm việc chứ sao nó có bụi ế đẹp thế này. Nó tia tia tô. Dưới này đàn vịt super. Đây là nằm bóng mát. Trưa này há mồm này. Này, trên này lèo. Bên này là bóng cây. Mà vẫn há mồm rồi. Bên tuổi ấy vẫn chuẩn bị đối lông. Đây là mấy con? 10 con. Vài bữa nữa là trắng tinh đang đổ thằng thay lông. Sợ cái lồng này mà lần này độ này thích cái lồng này, cần vài tập thể dục vài bữa nữa là bơi mà ấm reo. Giờ chưa vầy, vầy mới nữa là vầy, tí nữa là hết đúng nước rồi. Cam đi, cam lợn cho ăn.